Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Hùng bị kỷ luật cảnh cáo. Với những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ngày 19 ý quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Hùng được xác định có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng ngày 9 tháng 8. Trước đó, từ ngày 2 đến 4 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 5 xem xét kết quả kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 đến 2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Từ vi phạm này dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số tổ chức cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, về đấu thầu và thực hiện các gói thầu. Nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thế Hùng. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.